Truyền thuyết bà chúa xứ núi Sam, An Giang. Theo truyền thuyết nhân gian kể lại rằng, trên vùng núi Thất Sơn, núi Sam, vào những năm xa xưa, quân Xiêm thường xuyên quấy nhiễu nước ta. Người dân thường chạy lánh nạn lên đỉnh núi Sam vì biết nơi đây có tượng bà rất linh thiêng, nhiệm màu che chở dân làng thoát tai ương. Trong một lần binh lính Xiêm quấy nhiễu dân ta và gặp được tượng bà trên núi, nên bọn chúng ra sức khiêng tượng bà xuống, nhưng tượng bà nặng trĩu không thể nhấc lên được. Sau lần đó, bà thường hay báo mộng cho dân làng cách lập miếu thờ bà để phù hộ, bảo vệ biên cương, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi và thoát khỏi dịch bệnh. Sau đó có một nhóm thanh niên trai tráng trong làng định khiêng tượng bà xuống núi, nhưng vẫn không thể nhấc lên được. Bà liền báo mộng rằng chỉ cần 9 cô gái đồng trinh lên khiêng sẽ được. Thì quả nhiên tượng bà được khiêng xuống một cách dễ dàng. Nhưng khi đến chân núi thì tượng bà bất ngờ nặng trịch, không thể khiêng một bước nào nữa. Lúc đó các bậc cao niên nghĩ rằng bà đã chọn nơi đây để an vị và lập miếu thờ cúng bà. Và ngày nay vị trí này là miếu bà chúa xứ núi Sam, An Giang. Qua câu chuyện cho thấy rằng bà chúa xứ không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bà con. Người hành hương đến viếng bà bằng tất cả sự tôn kính để cầu mong cuộc sống an yên, ấm no, hạnh phúc. Nam mô bà chúa xứ Thánh Mẫu.